Chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách xử lý những cây sứ con mà nó bị chậm lớn nha các bạn. Thì đây nè các bạn, đây là những cây sứ con người ta lớn cả này hết trơn rồi nè các bạn. Đây, nhưng mà những anh chàng này còn có chút béo nè, chút xíu nè. Thì những cây sứ này các bạn phải xử lý nha các bạn. Nếu các bạn không xử lý nữa không lớn luôn, có thể là nó chết luôn đó các bạn. Thì mình thì cái cách xử lý của mình thì cũng đơn giản thôi các bạn. Các bạn nhổ lên, nhổ nó lên đi, nó yếu quá rồi, nhổ đại đi. Cái rễ này vậy nó đâu có lớn được các bạn nhổ nó lên. Đây cây nữa nè, nhổ đại đi, không có sợ đứt rễ nó. Cái này nó bị nấm nấm dưới rễ nè các bạn, thấy không? Cho nên nó không lớn được nè. Nên mình quay sát lại cho các bạn xem ha. Đó. Cái này nó do bị nấm dưới rễ. Bị nấm này nè. Nấm này thì nếu mà mình phát hiện sớm thì mình xử lý bằng cách đổ cái nấm trico đệm xuống các bạn thì nó cũng sẽ hết. Đây cây nữa nè, cây này nó cũng bị nữa nè. Nó cũng bị nấm luôn các bạn. Rồi. Nó cũng bị nấm luôn. Cái này nấm là lý do là các bạn biết sao không? Cái thất bại của mình khi làm cái vàng này á. Đây. Làm cái vàng này các bạn làm cái vàng để ton dọc theo vậy nè các bạn. Đó, các bạn thấy nó dở liền, nó sẽ bị động nước, nó trời mưa nó động nước ở dưới nè các bạn. Do nó không thể nào thoát nước được ra được. Cho nên nó dẫn tới cái tình trạng là cái cây nó bị động nước lâu ngày thì nó sẽ bị nấm. Nấm cho nên cái cây nó không lớn này nha các bạn. Đây cây nữa nè. Đó. Chứ đâu có lý nào mà tự nhiên mà một cái khu gì mà nó bị đẹp quá trời, còn cái chỗ kia người ta phát triển bình thường hả? Các bạn thấy không? Mình nhổ lên hết đi. Nè, nước nó động ở dưới nè các bạn. Đó, sau này mình mới rút được kinh nghiệm là mình thấy nó không có nước thì mình quay tấm toan ngang thì ok nha các bạn. Tấm toan các bạn quay ngang nè. Thì mỗi tấm nhiệm vụ nó thoát nước được hai đầu, còn cái này đây. Các bạn thấy không? Mình làm rất là nhiều mà mình bỏ hết trơn luôn nè. Đó. Làm như vậy là thất bại nè các bạn nè. Các bạn thấy nó động nước không? Đó. Các bạn thấy động nước không? Động nước nè các bạn. Nó bị quằn, nó động nước mà nó mấy cái chỗ này nó không có ra nước được nè. Đó, thấy không? Mấy chỗ này nó không có ra nước được. Nè. Do đó mà cái vàng cây mình nó bị động nước, nó bị nấm mà nó không có lớn được thì mình phải xử lý. Nhưng mà sau này mình làm vàng là mình quay tấm toan ngang nó sẽ không có bị nha các bạn. Rồi ba cây, đây cây nữa nè, đây, nhổ luôn. Đó các bạn thấy không, bị nấm đây nè, ghê không? Quá trời luôn. Nói chung bốn cây là nó bị nấm này, nó cho nên nó bị không lớn được nè, các bạn phải nhổ nữa. Đây hai cây nữa. Đó, cái này là thất bại do cái không có thầy nè các bạn. Mình thấy người ta làm, mình làm cái vàng theo cái kiểu cây này nó bị thúi luôn, nhưng mà không sao, nó sống lại rồi. Cũng để luôn. Này là hạt sứ lai tạo cho nên mình phải dưỡng nó đến hơi thở cuối cùng các bạn. Chừng nào nó chết thì phải chịu thôi chứ. Đây. Bị nấm. Nấm toàn tập luôn ta. Đâu, thử cái này, cái này thì nó cũng được, mình nhổ lên thử coi. Có bị không? Chà. Khu vực này là bị nấm hết trơn luôn ha.
hộ lên. Cái này thì được, không sao. Cảm. Rồi các bạn thấy chưa? Rồi nhổ hết ha. Đâu rồi mấy kia, để đâu rồi ta? Đây. Rồi ở đây nó cũng có cây nhỏ nữa, nhổ lên luôn. Sao nó đẹp ha. Các bạn thấy nè, lá vẫn tốt, xanh um mà nó không phát triển nha các bạn. Nó bị nấm dưới đây nè. Cái này nếu mà số lượng ít thì các bạn đổ nấm Trico Đề Ma vô các bạn xử lý cũng được, các bạn quậy vô thùng các bạn tưới cũng được, nhưng mà nhiều quá các bạn nhổ lên. Các bạn vũ sạch đi các bạn. Đây là vườn xứ của mình nè các bạn, chưa cho hoa nha. Đây. Quay sơ sơ cho các bạn xem ha. Rồi đây hai cây nữa. Rồi nhổ lên đi. Rồi. Đi qua thử khu bên đây coi ha. Vườn mình trồng hạt lai tạo không nha các bạn. Đây nè. Và đây là cái dòng xứ là có lẽ sau này là đáng chơi nhất nha các bạn. Đây nó gọi là xứ nè, các bạn thấy nó phân tàn giống kim tự tháp không? Nhưng mà nó là cái dòng khác nha các bạn. Ở bên Thái Lan nó gọi là nữ hoàng ngàn hoa. Nó cái nết nó là hơn kim tự tháp nhiều các bạn. Phân tàn giống kim tự tháp ha. Nhưng mà nó có sức đề kháng mạnh hơn, nó ít có bị thúi như mấy cái này nè các bạn. Thúi nách đó, ha. Đây nè. Mình trồng rất nhiều, nó phân tàn rất ok luôn các bạn. Các bạn thấy không? Nói chung nó trổ hoa cũng như kim tự tháp luôn, rụng lá rồi mới trổ hoa mà trổ đặt cây luôn các bạn thấy không? Nó không có bị thúi mấy cái nách này. Đây vào đây cho các bạn dễ thấy. Kim tự tháp là nó dễ bị hư trong đây nè các bạn. Mà kim tự tháp, cái dòng kim tự tháp thì cái lá xám nha. Còn cái này nó lá bóng. Cái nết nó thì cái nết nó đẻ nha, cái hình thức nó đẻ nhánh thì giống kim tự tháp, nhưng mà cái nết của nó là cái nết của cái cây xứ xứ Thái bình thường nha các bạn, bởi nó có sức đề kháng rất cao, lá mượt nha, lá mượt. Ít có trường hợp thúi ngay chỗ này. Còn cái thằng kim tự tháp là nó chi già thúi ngay chỗ này, các bạn lưu ý nha. Bởi các bạn thấy những nhà vườn lớn người ta trồng kim tự tháp chuyên nghiệp là người ta che là hết. Đó, người ta che nó bằng mũ trong nha, mũ trắng trong nha các bạn. Bạn thấy không? Rồi đây mình vô mình, đây là cái vàng xứ của mình nè. Giờ này thất bại mốt mình cũng dỡ ra làm lại các bạn, dỡ ra làm lại. Rồi sau khi nhổ vô xong các bạn rửa sạch cho mình nha. Rửa sạch sạch. Này mình rửa qua nước rồi, sạch.
Trồng nay 2 tháng rồi mà nó có chút xíu nha các bạn. Sau khi các bạn rửa sạch xong thì các bạn phơi nắng cho nó khô lá rồi các bạn đem vô trong mát để 1 tuần lễ sau các bạn trồng lại nha các bạn. Thì bảo đảm với các bạn là cái cây nó sẽ phát triển rất là nhanh. Còn nếu mà các bạn mà không nhổ lên trồng lại thì nó nằm như vậy hoài, nó không lớn nha các bạn, tại vì nó đã bị nhiễm nấm rồi. Mình ở đây thì mình do mình có đầy đủ thuốc thì mình xử lý nấm một cái. Đây các bạn, pisang ha, pisang lạnh nha các bạn. Pisang lạnh này là nó tác dụng nó là sát khuẩn rất là hay ha, bị nấm bệnh rồi đó. Nhưng mà đặc biệt cái nó không có nóng cây đó, mình dùng cái này mình xê mình pha với 1 lít nước, cái đây hơi nhiều rồi. Đây nha các bạn, 1 xe nè. Thì các bạn không có phi sa thì thôi các bạn phơi khô, các bạn để trong mát 1 tuần lễ các bạn trồng được. Rồi còn mình có hành bỏ vô mình ngâm mình xử lý nó ha. Ngâm khoảng chừng 15 phút là được các bạn. Nếu các bạn có thuốc thì các bạn có thể xử lý ha, còn không có thì các bạn rửa sạch, các bạn phơi khô, phơi cho nó ráo, nó khô nữa các bạn. Rồi các bạn để trong mát, để trong trong mát khoảng 1 tuần lễ các bạn trồng nữa, các bạn khỏi cần cắt lá, để vậy luôn nè các bạn, khỏi cắt lá cũng được, 1 tuần thôi, đừng để lâu quá nó mất sức cây cây, khỏi cắt lá. Đây là mình nè các bạn ha, đây là cây kim tự tháp luôn, mình làm cho các bạn xem ha. Nếu mà các bạn muốn chơi rễ kim tự tháp mà dạng mình chơi cái rễ tự nhiên á, thì cái giai đoạn này nè, cỡ này nè các bạn, cỡ ngón tay vậy nè ha, rễ nó chưa có nhiều, rễ chưa nhiều á, các bạn cắt cái rễ cái nha các bạn ha. cắt cái rễ cái nó nha các bạn, là các bạn sẽ mai mốt mấy cái rễ này nó ra nè, các bạn chơi rễ tự nhiên, các bạn không cần làm rễ, để cho nó cái gì nó tự nhiên thì nó cũng có cái giá trị của nó nha các bạn. Đây thì mình cắt cái rễ cái, các bạn cũng xử lý đi, các bạn ngâm với thuốc về nấm đó, còn không có thì các bạn để trong mát, các bạn phơi khô để trong mát 1 tuần lễ các bạn hãy trồng lại ha. Nè đây nữa nè các bạn, nếu mà các bạn không có cắt cái rễ cái này á, các bạn ra chậu mới á, thì cái rễ này cái nó xuống cái nó đụng cái đá nó quấn quấn là nó đâu đẹp, nó không có nuôi cái mấy rễ trên. Cũng như mấy người mà người ta trồng mai á các bạn, thường là người ta lúc mà bầu rồi người ta cắt cái đuôi chuột người ta bỏ hết, đó là cái rễ cái nè, cái này cũng vậy, cắt cái rễ cái này mình bỏ nha các bạn, không có chết chóc gì đâu các bạn sợ. Còn riêng với cái dòng kim tự tháp á, thì các bạn nếu mà các bạn cắt lá bỏ cũng được, ví dụ các bạn cắt lá bỏ luôn cũng không sao hết á.
cái lá bỏ luôn rồi các bạn bỏ trong để ráo, các bạn trồng lại một tuần, các bạn trồng lại cắt mấy cái lá già bỏ ha. Tại vì cái nồi này nó lá dày lắm các bạn, nếu mà không có thường xuyên mà tỉa lá cho nó thì lúc mà nó đâm nhánh này các bạn nó dễ bị hư lắm, nó bị hư. À, các bạn cứ cắt vậy đi xử lý, kể cả cây sứ thường mình cũng được nè, như cây sứ này cũng được các bạn, được không các bạn? Nếu mà các bạn để cái đó, nó sẽ không có đẹp đâu, nhưng mà cây đa số cây cây sứ sứ thường đó thì mình không quan trọng, tại vì mình như mình trồng nhiều thì kệ nó ra hình gì ra. Còn ví dụ như các bạn muốn ấy, các bạn cắt cái rễ cái nè đó. Đó, các bạn mai mốt mấy cái này nó ra thì nó sẽ đẹp hơn, trừ cái đuôi chuột nha các bạn. Đây nữa nè, các bạn cắt cắt đại đi, cắt nhớ để trong mát nha các bạn, phơi ráo xong các bạn để trong mát một tuần các bạn hết trồng, đừng có nôn nha các bạn, thấy không? Đó, khi các bạn ra chậu là nó có cái tình trạng như này nè các bạn. Nếu các bạn cứ để cái bầu xong các bạn trồng trồng nữa thì cái rễ này nó sẽ như vậy ha, nó lớn lên nó đâu có đẹp. Rồi nó là cái rễ cái, nó sẽ dành cái chất dinh dưỡng nó mau lớn hơn mấy cái thằng rễ bên đây, bởi nó đâu có đẹp. Cho nên các bạn nếu muốn có bộ rễ tự nhiên đẹp thì các bạn ngay từ nhỏ các bạn cắt cái rễ chuột cho mình đó. Kể cả những dòng bonsai như người ta trồng mai cũng vậy á, họ còn nhỏ là người ta đã xử lý rễ rồi các bạn. Đây ha, bạn cứ cắt cho mình, bỏ đi không chết. Bạn cứ cắt đôi chỗ hết cho mình đi, cái nào các bạn muốn có bộ rễ tự nhiên đẹp á mà là các bạn cắt bỏ cái đuôi chuột đó ha. Còn mấy cây này quá tệ luôn đó, thấy không? Rồi cảm ơn các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn trong cái video clip tiếp sau. Thì cái này mình xử lý khoảng 15 phút xong mình vớt ra mình để ráo khoảng tuần sau mình trồng lại là ok nha các bạn. Đây. Như cái này nè, thấy không? Như cái này các bạn cắt cái rễ chuột này bảo đảm bạn trồng lại là cái bộ rễ sẽ đẹp. Đó. Các bạn thấy không các bạn? Rất là đẹp luôn nè. Ba này nó lớn lên là đẹp. Nhưng mà khi các bạn cắt rễ thì các bạn nên nhớ cho mình, các bạn phải không được trồng liền nha. Với mình như nãy mình nhỏ lên vậy là các bạn không được trồng liền, nếu mà trồng liền cái cây sẽ bị thúi đó. Rồi chào tạm biệt các bạn nha, bye các bạn.